thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vào tháng 10 ước đạt trên 4.000 tỷ đồng, đã góp phần hoàn thành thu ngân sách năm của tỉnh Hưng Yên trước 2 tháng so với kế hoạch. Tính chung 10 tháng năm 2024, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 34.600 tỷ đồng, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước và đạt 105% kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa 30.899 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm. Thuế xuất nhập khẩu 3.700 tỷ đồng và đạt 101,15% kế hoạch năm. Có được kết quả trên, ngành thuế và hải quan đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, chủ động kiểm tra, rà soát thường xuyên và nắm bắt kịp thời về số lượng người nộp thuế trên địa bàn. Nghiên cứu, đề xuất tham gia giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh để các doanh nghiệp chủ động hội nhập, kinh doanh có hiệu quả. Đồng thời chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, tham gia sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, tạo thuận lợi giúp người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo đà tăng trưởng kinh tế, góp phần thu ngân sách nhà nước.